Tây phương tịnh độ sen vàng nở, dòng giả từ nay mở lối về quả nở. Có lòng mừng thấy Phật muôn đời vừa thoát khỏi đường mê, nhất dân pháp ngữ dị giảng tịnh ban, tam thanh bát nhã chỉ âm tứ chứng bồ đề chỉ quả, âm dương sư giả tiếp lĩnh thầu chấp chứng mình cho buổi lễ chung tùng. Hỡi ô minh bà dương thị hai ơi, giờ đây trước án tiền còn yêu vô thảo lễ hiền, cùng các cháu nội ngoại tông môn dân tộc nhờ thầy kêu thỉnh hương linh của bà về đây thọ tài hướng thực, để cho bà biết là bà đã xa gia đình, xa các con các cháu mãi mãi. Giờ đây thần thức của bà còn phiêu nhiêu nơi cõi tục, chưa dứt nghiệp tận ai, vậy xin bà hãy lắng nghe tiếng kệ lời kinh, thầy sẽ cúi xin đức Phật A Di Đà dịu dắt vong linh của bà sớm giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc thượng
Thank you.
kiếp sống một phút thôi, mà công danh sự nghiệp chưa nói mây màng. Phú quý vinh hoa dự cầu cho khoảng tình người nhân dứt mong sự thế tờ như xương. Sống chung một nhà mà khác ta đi riêng đường, đến vui vẻ ra đi thương tiếc. Ai ta tổng trời sao ông không để mẹ
sống đời với con. Sẽ còn đợi Bye.
đảnh lễ vong linh mẫu thân tất thành tứ bay. Trong ngày sau cũng tiếp